Thủ tướng hôm nay thì cầu Vĩnh Tây thì cái trang máy phát gạo ATM thì thành phố Long Xuyên đang bắt gạo là một tí cho bà dân ở An Giang. Thì hôm nay thì em có mà tại trực tiếp tại mà ở An Giang tại cái này thì em đang mà sẽ phát cho mà mấy anh và mấy chị coi xem kia mà vài mà cái mảnh đất An Giang vài mà máy gạo tại đây cho bà con phát ở đây. Xin chào mấy bạn, xin chào mấy bạn và toàn thể các anh chị em thân mến, xin chào YouTuber của mình Tuấn. Hôm nay thì Tuấn có tại mặt tại An Giang, mảnh đất An Giang. Bà con cô bác ở đây thì hôm nay thì có mà máy phát gạo từ thiện của mà công ty. Thì hôm nay thì Nguyễn Tuấn thì sẽ quay cho mà mấy bạn và mấy anh chị em coi và vài mà máy phát gạo này thì ở quê. Xin chào mấy bạn, hôm nay thì tại vị trí này rồi đang máy mà phát gạo tại ATM tại mảnh đất An Giang tại mà cầu Cần Xây. Thì trước mặt của mấy anh và mấy chị thì có những mà nước rửa tay, có nước rửa tay và thứ hai và có cho mà phát mà khẩu trang miễn phí và cho những bà con cô bác mà ở vùng xa vùng quê thì những người mà xin lấy gạo thì khẩu trang miễn phí. Thì trước mặt của bà mấy anh và mấy chị và những cô bác thì ở đây thì đang lấy gạo và nấu từ phát rồi. Hôm nay thì máy phát ATM thì sẽ mà cho phát mà gạo cho bà con cô bác và cho những mà anh chị em và vùng xa rồi vùng quê tại mảnh đất An Giang này. Đứng đó đi gì? Máy phát gạo cho từ mà 8 giờ đến mà 10 giờ hoặc là từ 14 giờ là đến là 16 giờ chiều. Ở An Giang thì bây giờ là có máy mà chỗ phát gạo là nó trực tiếp. Thì nói chung thì bà con cô bác đây đang mà lấy gạo thì rất là nhiều. Thì được 1 kg gạo với mà 1 kg gạo trên 1,5 kg. Chị bước lại để cho em nha. Chị có cái nút nào nó sống thì em có thể làm lấy rồi. Cô đi đường đó vô cô. Ăn hết mai lại lấy nữa ha. Cô đi đường này vô cô. Ở đây thì trước mặt của mấy anh chị em thì máy phát gạo thì bà con thì cô bác thì đang bấm nút lấy và đang cho những một ngày 1 kg gạo. Thì nói chung thì những người dân ở đây thì rất là đầy. Vì sức khỏe cộng đồng, vì cá nhân với mọi người. Ở đây
trước mặt của mấy anh chị em là máy phát gạo thì tự động, thì bà con cô bác thì những mà mảnh đất An Giang này với trên Đông Xuyên này, thì những vùng quê vùng xa, những mà vùng lân cận nghèo nhưng mà cho phát gạo trực tiếp thì nó tại đây thì rất là nó quý báu. Đây là cái nơi xả gạo xuống nha quý vị. Chú ý là mỗi người cách xa 2 mét đeo khẩu trang, rửa tay trước khi nhận gạo. Đây quy định chứ mặt của ở nơi này thì cũng dẫn phát gạo cho trẻ em luôn nha, các nơi khác là phát gạo cho trẻ em. Dạ, trước mặt của mấy anh chị em là nguyên cái bảng là mình phải là nó đứng cách xa là nó 2 mét nha mấy anh chị em, thì có để bảng là quầy một Việt Nam đẩy mạnh chung tay phòng chống dịch Covid-19, túi gạo nghĩa tình sẽ chia trong đại dịch Covid-19. Hôm nay thì bà con cô bác những mà anh chị em và với mà bạn bè thì rất là nó vui mừng được máy phát gạo từ thiện của mà một công ty cho gạo cho bà con cô bác, cho gạo những mà những người nghèo lân cận quỳ trong mà mùa mà nó đại dịch là nó cô Covid-19. Trong mùa đại dịch cô Covid-19 thì bây giờ thì có những mà mấy anh chị em bà con cô bác lại đây thì cho gạo. Cho gạo thì nó rất là nhiều. Trước mặt của mấy anh chị em bà con có bác hiện bây giờ là đang nhận gạo thì rất là nhiều. Mấy bài là hay hay không à, đưa vô cái video nghe đã lắm, chứ bài anh hay ngò nữa. Hay ngò mà gì vậy thầy, sao không bị vô ta? Không bị đâu, mình muốn bị biết hay không rồi, trên có con cáo lên biết liền. Anh mới cho này, tắm này. Trước cửa hiện bây giờ là trước mặt cửa mà mấy anh chị em là một bà chị hiện giờ là đang nhận gạo là được một công ty đang phát trực tiếp cho gạo. Và hôm nay thì bà con cô bác ở mảnh đất An Giang này thì cho gạo thì người ta rất là quý giá, người ta rất là mừng. Bây giờ đây mở nguyên màu đó. Bây giờ cái này là mình đưa ấm thì 2 buổi, bây giờ mình mở nguyên ngày luôn. Mở 2 buổi cái giờ người ta đi làm, người ta lấy không được, chơi nguyên ngày, người ta gánh cho nào, người ta lấy cho nào. Mình gắn mình làm đi, mình cũng mình có cái phước thành nào đó anh ơi. Cái đó thì chặt ăn đó, xe nó chặt ăn. Thì mình chịu, mình bỏ cái trong mình ra đi trong những cái ngày dịch đi, cho bà con ta được. Cái này là nằm thuốc luôn mà tao nghĩ luôn, mình cũng để lại cái thuốc này. Ngày nào cũng có chứ, anh làm ở đấy qua dịch luôn mà, qua dịch sẵn làm. Mình làm ra 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 hoài, nó rửa tay.
mai cái tay mới mua qua là mới đây làm bán quầy rồi có gì không? Cái máy là cái máy nước rửa tay này quý vị. Máy này nước, máy rửa tay nào. Quý vị. Này chị Tôn chế ha, cái anh chị Tôn hàng chị bạn ở chị Tôn á. Cái này mình tự chế ha. Thì mình thấy nó làm nó đăng lên nó bán đây rồi. Cái này bao nhiêu anh giới thiệu luôn anh để gì chứ? Cái này em nó bán trên mạng như là 700 ngàn gì đó. 700 ngàn. Không biết là 700 ngàn. Dạ. Này có đắt giả luôn bạn. Này đi quay trong cầu mình phải. Ở trước mặt của mấy anh chị em là máy rửa tay tự động rồi. Thì em đang quay cho mà mấy anh và mấy chị là thì đang coi về phòng chống dịch bệnh rồi. Nó lắc tao tán giả là hai người. Anh Quy chơi anh đi mày bấm đi mày là chưa chưa. Ủa cái máy này xài điện chưa? Cái máy này xài điện. Ở ngoài thành phố Sài Gòn nó có máy hiện đại lắm. Đi vô khử trùng nguyên toàn căn luôn. Cái đó lâu rồi, nó mới ra đây nè. Là vô nó khử nguyên toàn mình luôn á. Xài điện, xài bằng điện. Không nhưng mà tính kéo đâu. Cái mình đi liền đúng rồi cho là ngày được ai cử gì đúng rồi. Tính kéo đâu. Quý lắm luôn. Kéo lại. Bán rồi, nó làm hai đó rồi. Nè. Đây cũng hơi nhắc tội nghiệp nữa đi đường nào ra nữa. Đi lấy sao? Hiện bây giờ là em đang vô chỗ máy phát gạo ADM thì em sẽ quay cho bà con cô bác ở đây xem là máy là nó phát gạo. Trước mặt của mà anh chị em đang xem là máy là máy hút gạo. Cái này thì mình bấm nút vô thì gạo nó sẽ nó xuất phát là nó chạy xuống đây đó. Trước mặt của mấy anh chị em là máy hút gạo. Máy hút gạo nó tự động tại cầu Cảng Xây mảnh đất An Giang chỗ Long Xuyên. Bây giờ là trước mặt của mà mấy anh chị em là những cô mà anh chú thì hiện giờ là đang làm máy mà nó rửa tay. Bây giờ là mấy anh và mấy chị thì đang xem trước mặt là máy rửa tay nó tự động thì mấy anh đang ở đây thì đang cắn máy này để cho bà con cô bác đi vào thì đang rửa tay ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn ở bên cái mà khu vực này thì bà con cô bác, bà con thì những mấy mà anh thì đang đứng là đang hiện bây giờ trước mặt đang làm nguyên một cái mái nhà, đang cắt là nguyên cái mái nhà là đang phát là đang xây dựng là lên một mái nhà là để cho bà con cô bác vào trong đây thì đứng cho mát để mà nhận quà, nhận gạo thì nó từ thiện. Ở đây thì có mấy anh thì nhà hảo tâm đang cắt nhà và đang cắt nhà, đang làm lên một ngôi nhà để chuẩn bị cho bà con cô bác ở đây thì cho gạo. Đây địa điểm này là hướng từ Long Xuyên lên nha anh em, vừa qua cầu Cần Sang khoảng chừng 300m bên tay phải. Trường học giữa. Trường học ở đây cái trường học giữa. Nhiều khó lắm, từ cầu Cần Sang lên nó 300m là vậy kêu à. Vậy kêu bạn thấy từ Châu Hành về Long Xuyên thì qua là gặp Nam Phương khoảng 400m nằm bên tay trái nha. Đây anh em mọi người ai có chung tay thì có gạo thì cứ đem tới đây nha. Quy định ở đây là một người được nhận 2 kg gạo nha anh em. Dạ là ở trong có người con về đi, trong có 2 bé con rồi có người con có cùng chứ không người con nữa. Mỗi một cái nhận 2 kg nha. Rồi. 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 Gạo vuốt bóng ghê vậy. Thôi cái này hơi cao anh ơi. Cái này nè. Cái nào cao? Cái này cho nó thấp, cái mầm này thấp xuống chút. Không cao lên tí. Rồi anh ơi. Đó, gạo nghe bà con. Cái mặt của mấy anh và mấy chị làm nguyên cái gạo. Đây đây đây. 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 Rất là nhanh ngọn mẹ anh em. Cái này chị thử nha, chị thử nha. Dạ, cái này là chị Lâm Văn Hải sản của Long Xuyên nha. Bà chị đang trước mặt của anh chị em bà đang bấm gạo ra. Không, gạo đẹp lắm anh em ơi. Gạo đẹp rất là ok. Đây, có gạo. Đây, có gạo nha. Ô, được 2 bữa cơm rồi. Nhà đông đông. Anh em bà con cô bác tuyên truyền cho bà con biết lên đây nha. Dạ bỏ. Đây, đây đây. Trên này nó sẽ có cái nút bấm và có cái camera. Đây, có lại gõ xuống rồi nè. Đây. Đây, mỗi người anh em này. Mỗi người thì bà con có bác đây thì đang nhận được là một người một nửa ký gạo á. Nhưng mà với lý do thì bà con có bác sang sẻ nhau. Giống như giờ người này đã nhận rồi, nhờ cho người khác. Chứ đây là một gia đình nhận nhiều quá. Nhiều người ta đeo khẩu trang thì đeo kiếp cái người lạ lại. Cái này là kiểm qua quanh người mắt với là máy tính. Đây đây cái nhà cho tôi bán nó đang xây á. Đây đang xây cái điểm nha. Để cho bà con có cái nơi đứng nha.